ba nha bà con, thịt bà ba nó rất tốt cho sức khỏe, nó hiền tính, nhưng mà không phải ai cũng dùng được, ăn được. Thịt bà ba là những người có nguy cơ dị ứng nè, không ăn được à, ngộ độc không ăn được thịt bà ba. Người có địa tạng hàn, buồn nôn, đau bụng, đang ốm, ốm mới khỏe, bà bầu, bụng bự bự, nổi mọt ngứa, mắc sung huyết là không ăn được thịt bà ba, là người có nguy cơ dị ứng, ngộ độc, người có địa tạng, buồn nôn, đau bụng, đang ốm, ốm mới khỏi, bà bầu, người có mận đỏ, mắc sung huyết là không ăn được thịt bà ba. Còn bà ba nó tốt cho sức khỏe là nó dưỡng âm, dưỡng huyết, đó, bồi hư tán ích, tiêu u cục cứng, kết thanh nhiệt hư lao, bồi bổ sức khỏe, tăng cường khả năng miễn dịch, phòng chống các loại bệnh, tốt tốt cho bệnh lao, tốt tốt cho bệnh tiểu đường, wow, nhiều quá, suy thận, di mộng tinh, tốt 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 cho người yếu sinh lý, không ăn thịt ba ba đã chết, mà nếu ăn thì ăn một ngày không quá, không quá 300 gram một tuần, một tuần ăn không quá 300 gram một tuần, nhưng mà không ăn thịt ba ba chết, thịt ba ba nó đã chết trước khi mình làm thịt rồi thì rất là nguy hiểm cho bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào.